Dạ, Thái xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin mến chúc quý ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn thật nhiều sức khỏe. Hiện Thái đang có mặt tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì hôm nay Thái đi đến cái địa phương này là cô chú, anh chị hiểu mình đi đâu rồi ha. Hôm nay mình đi vô sư Thích Tuệ Truy nha cô chú, anh chị. Là khoảng gần 3 tháng nay rồi mà mình chưa có vô thầy. Thì hôm nay thì mình đi vô thăm thầy và trao quà cho thầy nha cô chú, anh chị. Thì anh Tùng á, tuy mình không có vô mà anh Tùng á, là ở gần cái chỗ ở của thầy này cô chú anh chị, thì anh cũng có điện, anh cũng nói là hiện giờ á, thì cái máy mà thở oxy của thầy á, thở bệnh xuyển á của thầy bị yếu, thì nhờ mình á, là lấy cái số tiền của Mạnh Thường Quân á, là mua cho thầy luôn cái máy mới đặng là thầy thở, tại máy đó nó thở yếu rồi cô chú anh chị, không có đủ là để thầy nạp nữa, thì cho nên là hôm nay mình vô thăm thầy, sẵn đó mua đồ cho thầy luôn nha. Thì đây là nhà thầy, rất là mát mẻ cô chú anh chị. Bao xung quanh thì vườn cây trái rất là nhiều, dừa nè, mít nè, mít đó thì hiện giờ là đang cho trái luôn. Nó dừa mít nhiều lắm. Nó bên đôi bên phía sau dừa mít là cánh đồng bát ngát luôn. Thì cánh đồng này là đã cắt lúa rồi cô chú anh chị. Hôm mà mình vô mình cắt nhà thôi, cho sư thì lúa còn xanh, thì bây giờ là lúa đã cắt thì hiện giờ là đã xả lỡ rồi đó, xả lỡ rồi nó lên xanh xanh đó cô chú anh chị. Thì đây là cái nhà của thầy đây, của sư đây. Nó thì chào sư ngồi ở trước cửa luôn nghe cô chú anh chị. Dạ con cảm ơn sư. Dạ sư khỏe sư. Dạ. Mọi chỗ là khỏe, miễn bước đi thì mệt. Dạ. Cứ vậy hoài mà niệm Phật không dám ngừng. Dạ. Rồi đất bất tử. Dạ, dạ. Sư cho phép con máng cái này nha sư. Hay gì đâu Phật. Dạ. Sư biết con sách này vô là gì không? Dạ, biết rồi, cái máy thở. Dạ, cho là cái máy của mình là nó yếu hay sao sư? Dạ, nó yếu mà. Dạ. Nó yếu mà nó kêu lắm. Yếu mà nó kêu nữa hả? Nó không im như lúc ban đầu nữa hả? Dạ. Dạ. Thì nó yếu vậy mình thở nó có được không? Hay là nó có ảnh hưởng gì không? Được mà là nó yếu làm như cái thuốc nó cũng hơi nhẹ nữa. Nó yếu nó không có đẩy thuốc vô được mạnh đó ha. Không vô mạnh này. Dạ dạ. Thì hôm nay thì mình mua luôn cho sư cái máy thở này nghe cô chú anh chị. Nó máy thở này là lớn rồi, gấp đôi máy của sư luôn. Dạ cái giá mà họ bán lẻ là 1.480.000 nghe cô chú anh chị. Yeah. Thì do mình mua từ thiện á thì ta sẽ bớt lại, người ta bán với 1.250.000. Đây. Người ta bớt cũng 200. Dạ người ta bớt 200.000 đó. 230.000 luôn. Yeah. Nó thì cái máy này rất là im nghe cô chú anh chị. Thì hôm nay mình vô mình thăm sư. Cảm ơn cô chú quá lớn. Chào cho sư. Thì cũng gắng niệm Phật hồi hướng công đức cho chú được sức khỏe bình an đi làm từ thiện cứu ba tánh và dạ cái này là không phải con chỉ có công thôi, còn cái này là của Mạnh Thường Quân. Dạ. Là của gia đình cô Quỳnh Dung. Dạ. Và đã gửi cho sư và hứa sẽ nuôi sư hàng tháng, thì con lấy cái số tiền. Dạ. Đó để là con mua cái này cho sư nha. Dạ. Bây giờ đâu mình vô mình tháo máy ra mình sử dụng thử rồi sao sư, nó có tốt hơn máy kia không nha. Dạ cái nhà mình hiện giờ mình ở là ok hả sư? Dạ. Dạ, nó có mưa, có tạt, gió lùi vậy không sư? Không, không. Mát hơn lúc trước không? Trời, mát hơn nhiều rồi. Mát hơn nhiều ha, mát hơn là sẽ thấy sư khỏe luôn đó ha. Dạ. Là sư ở nhà thì tối ngày là nghe giảng, nghe kinh, rồi niệm Phật các cô chú anh chị. Cho nên là rất là có công đức, cho nên là mọi người ở đây á, ai cũng là thương sư hết á. Đây là những cái bánh trái đồ người ta đem lại, người ta cúng dường cho sư này cô chú anh chị. Bánh này là của anh Tùng luôn đó hả sư? Dạ. Dạ. Nó bánh đồ đem lại là ăn thoải mái luôn. Đó. Mấy đứa cháu nó mới đem ra đó. Vậy đó ha, mấy đứa cháu đem ra luôn ha. Nhà anh Tùng có cái gì là mình có cái đấy mình ăn đó ha. Dạ, thì đây là cái máy của sư nghe cô chú anh chị. Bắt đầu là sư tháo ra để coi còn sao. Đây con coi còn tháo tiếp cho sư cho. Ồ, thở còn nặng dữ vậy đó hả sư? Ừ. Dạ. Đây kéo, có kéo ha. Rồi sư lấy mấy cái kia ra đi. Của mình có cái bọc luôn đó, có cái hộp đựng luôn á ha.
cái đó nó có được cái hộp đựng gì không sư? À. Không ha. Dạ, thì cái này nó tốt hơn rất là nhiều nghe cô chú anh chị. Nó mắc gấp đôi của cái cũ của sư luôn. Và nó bự cũng gấp đôi luôn. Dạ. Đây. Nó nặng dữ vậy đó hả sư? À. Bự hơn nghe. Im hơn nghe. À, cộng dây gắn đây nè sư. Đây 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 đây. Đây đây, đồ mới luôn đi, mình xài đồ mới luôn đi. Nha. Tưởng đâu không có này chứ. Có chứ, có đầy đủ mà. Một bộ luôn mà. Tự động là thở mệt vậy đó. Vậy đó hả? Dạ. Không tự động thì ngồi thì im thôi ha. Rồi như là bây giờ mình cúng được chưa? Hay là mình chỉ ngồi mình niệm Phật thôi? Cũng đây này sư. Một chỗ. Đó. Đây cộng dây đây. Đây, cộng dây đây, có đầy đủ hết mà. Đây này sư. Có rồi, hai cái lớn nhỏ luôn hả? Sư xài cái lớn hả? Ừ. Dạ. Đó. Rồi, được rồi đó. Cái này sao? Ủa, cái này sao? À, đây, 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 đây. Dạ. Yeah. Đó, thì cái này là nào tới giờ mình cũng không biết luôn nghe cô chú. Mình mới gắn lần đầu cho sư luôn đó. Đó, nó có sẵn hết rồi. Đây, thuốc mình đổ vô đây nha sư. Đây. Gắn lần sao thì gắn cái này vô. Dạ. À, như vậy đó phải không? À, vậy đó rồi. Rồi, thuốc nhiễu vô ha. Cho sưng tép nè. Hai tép mình trộn chung hay là một tép một thôi. Mới thở thêm tép rồi. Dạ, nhưng mà cái này là hai loại mình trộn chung được không? Hay là thở một lần một lần? Khỏe nhưng mà mình xài này cũng như hà tiện được chút. Hai cái luôn đi sư, cái này thở một lần hai cái này để coi nó làm sao. Nó có khác không? Đây là một lọ nghe cô chú, thêm một lọ dài này đó, thêm lọ tròn đó. Người ta hai cái nó mới đủ ấy mà sơn, nó mới đủ chắc mà. Thì mình xài hai cái đi. Dạ. Rồi cái này mình ghim điện vô. Cái máy này máy của sư, máy lớn nghe cô chú, máy này của sư là máy nhỏ. Mình mua cho sư cái máy lớn cho nên là nó mất tiền hơn của sư. Của sư mua có 5-600 gì à, mà mình mua tới là 1.250.000 rồi. Rồi, mở công tắc lên ha. Đó. Mở này à? Dạ, mở công tắc chỗ đó đó sư. Lên chưa? Lên. Mạnh nào phải không? Mạnh hơn nhiều không sư? Nó có tay tăng lên chút nào nữa không ta? Dạ. Cái tăng thì con không có thấy. Nó chưa lên ra được hả? Lên chưa? Mạnh không? Nó thấy là... Hơi yếu hả? Ừ. Cái của mình thì có đầu tăng giảm này hả? Cái đây đó cô sư có tăng không? Cái này nó có cái này nè. À... Đó, lên không? Lên không? Lên. Vuột rồi. Vuột rồi. Lên ha. Ở đó là nó lên đó ha. Dạ. Lên đó ha, vậy là nó lên đó, nó cứng lại là nó lên đó. Dạ. Hình như nó mới, nó kia thông. Rồi nó thông rồi đó ha. Dạ, nó lên là mạnh hơn cái kia nhiều phải không? Dạ. Dạ, mạnh hơn cái kia nhiều vậy là được rồi đó. Dạ. Em nghe. Dạ.
Thì hôm nay mình vô thăm sư, nghe trao tiền cho sư nghe cô chú anh chị. Vậy là cái máy này của mình thở là ok hết sư? Rồi, cái này ok rồi đó. Mạnh hơn máy trước nhiều ha. Mạnh, nó cũng ít có kêu, cái này nó kêu ghe ghe dữ lắm. Dạ. Rút ra. Dạ. Thì bây giờ là nó là được rồi ha. Dạ, còn thuốc rồi mình thở còn lâu không sư? Thuốc cũng còn cả tháng nữa. Cũng còn cả tháng nha. Dạ, bây giờ nếu như mà tình hình như vậy là sư đi mua thuốc đồ là được rồi hả sư? Ở Bà Trúc này có bán nên nó sư có hỏi thăm rồi đó. Dạ. Dạ thì bây giờ là sư là đi mua được là mình mừng rồi nghe cô chú anh chị. Thì chắc có lẽ mình sẽ giao hết cái số tiền mà Mạnh Thục Quân á, là cô Quỳnh Dung á, gửi cho sư, mình sẽ giao hết luôn. Thì tháng rồi á, là mình gửi cho sư hết một tháng. Thì mình cũng có điện có hỏi thăm sư thì sư nói thuốc còn, cho nên là hôm nay á, thì mình mới vô để là mua cái máy cho sư. Rồi coi có sư có hết thuốc á, thì mình mua thêm, nhưng mà sư nói á, là sư có thể đi mua được. Thì mình sẽ giao hết cái số tiền mà Mạnh Thường Quân gửi cho mình 6 tháng. Thì hôm trước mình gửi 1 tháng cho sư rồi, thì bây giờ còn 5 tháng thì con sẽ trao luôn cho sư nha. Dạ, dạ, để sư có sử dụng cái gì trong đó đó, bất cập gì đó mình sử dụng liền, đang có đang mình sử dụng. Dạ, thì mình đi mua thuốc á, thì lúc nào thì mình biết cái số lượng thuốc bao nhiêu, đang mình mua đủ đang mình sử dụng. Dạ. Ha, chứ đôi khi con giữ rồi con có công việc rồi đó, rồi cái con vô không được, con vô không được đó, thì sư không có để sử dụng. Ha. Dạ, một hạt. Dạ. Thì hôm nay thì mình cũng không, mà sư chắc là thấy cô Quỳnh Dung tuy rằng ở xa. Dạ. Nhưng mà cũng có duyên có phước với sư. Dạ. Tuy gần mệt nhưng mà cũng cố gắng giữ cho nó khỏe rồi cũng tụng một thời kinh. Dạ. Cầu hồi hướng cầu siêu cho cô. Dạ. Giảng sanh về khỏi lành. Dạ. Dạ thì con cũng cảm ơn sư ha. Dạ, ai gì đã dạ. Thì mình cũng đại diện sư cũng cảm ơn gia đình là các con của cô Quỳnh Dung đã hỗ trợ cho sư từng tháng nha cô chú anh chị. Thì một tháng thì gỡ 100 đô, 6 tháng thì 600 đô, nhưng mà mình gỡ trước 100 đô rồi, còn lại 500 đô. Thì 500 đô thì hôm nay con cũng xin gỡ luôn cho thư sư ha. 500 đô mà con mua cái máy là hết rồi, 1 triệu 2 50, 11 triệu 500 nha cô chú anh chị. Mua cái máy là hết 1 triệu 2 50, thì sư còn lại là 10 triệu 250 ngàn ha. Bây giờ con gỡ luôn cho sư luôn. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 250 ngàn. Đây là cái số tiền của gia đình của Quỳnh Dung hỗ trợ cho sư. Mang ơn về cầu và chúc cô bác huynh đệ con cháu gì của cô Quỳnh Dung đó được có nhiều phúc đức, được gặp sự kiết tiền như ý, muốn gì được nấy, thì không biết nói gì hơn. Vậy là chúc gia đình được nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ con, Di Đà Phật. Dạ con xin cảm ơn sư nghe. Dạ. Một lần nữa cho mình xin cảm ơn là gia đình cô Quỳnh Dung rất là nhiều. Tại vì nếu như mà sư mà không có được cái sự hỗ trợ này thì có lẽ là sư bây giờ không có được vậy đâu nghe cô chú anh chị. Dạ. Thì đó cũng như là cứu sư một mạng cô chú anh chị. Thành ra mà những cái số tiền mà Mạnh Thường Quân mà gỡ cho sư mình rất là kỹ. Mình đâu ra đó rõ ràng là gỡ phải gỡ đúng cho sư. Chứ những cái hoàn cảnh mà khó khăn mà mình không thể nào mà cái số tiền đó là mình ngăn hay là mình chặn là được nghe cô chú anh chị. Thì mình cũng xin đến chính lợi. Thì hôm trước á thì có một cô có điện cho mình là nói là số tiền của cô gỡ cho mình đã gỡ cho sư mà mình chưa gỡ sao mà cô không có thấy. Thì mình cũng xin phép nghe cô chú anh chị là cái số tiền đó mình đã gỡ cho sư rồi, là bao nhiêu tiền của sư hay là bao nhiêu tiền mà Mạnh Thường Quân gửi cho hoàn cảnh khó khăn, mình đều là gửi toàn bộ hết, mình không có giữ lại một xu nào hết cô chú anh chị, hay là để lại gì hết. Tại vì á những cái hoàn cảnh mà khó khăn họ rất là khổ, mình không có thể nào mà ăn được cái số tiền đó. Tại vì nếu như mà mình ăn được số tiền đó là coi như là mình là
là coi như là nó sẽ bị nghiệp rất là lớn của chú anh chị. Đã người ta đã khổ rồi mà mình ăn gì được. Dạ. Cho nên là ai gỡ là mình sẽ gỡ đúng cái hoàn cảnh đó. Mà nếu như mà mình gỡ có sai á cô chú anh chị thì mình cũng có thể là mình xuất cái tiền nhà của mình để mà mình bình bù vô là mình gỡ lại cho đúng cái hoàn cảnh đó. Tại vì mình có nguyện vọng mình làm YouTube này á, tiền lương hàng tháng của mình sẽ chi ra 10% đến 15% là để mình cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên là cô chú cô chú anh chị cứ yên tâm, mình không khi nào mà mình dám đụng vô những cái số tiền đó đâu. Thì như hôm trước thì cô Lê Ngân, cô Lê Ngân ở Hawaii có gỡ cho sư 5 triệu thì mình cũng có lên clip đó, mình cũng có là công bố, mình cũng có đọc, nhưng mà mình đọc là Lê Ngân thôi chứ mình không có đọc là cô Lê Ngân ở Hawaii. Cho nên là cô nghe thì cô không có biết là cái số tiền đó của cô. Thì hôm nay á, mình vô đây thì cô nói là cái clip nào của sư á, cô cũng coi hết. Thì cho nên là hôm nay mình vô đây mình sẽ mở cái clip đó lại, là cái số tiền là mình gửi cho sư mình công bố đó. Thì cái clip đó là cái clip là sư thầy bệnh xỉn tu ở chùa gần cả đời, khi mang bệnh gờ chùa sống nương nhờ nhà kho của người dân, nghe cô chú anh chị. Đây thì đây đó, thì những cái trường hợp này á, thì những cái trường hợp này á, thì mình gặp hoài rồi, cô chú anh chị. Tại vì do là các cô á, xem người không có xem hết hay là xem nửa chừng gì đó, rồi không có nghe mình công bố cái số tiền, cho nên là mình cũng thấy là cũng rất là vui cô chú anh chị. Tại vì á, nếu như mà các cô chú á, mà mình là lỡ có quên hay là mình chưa giao thì mình sẽ bổ sung thêm, mình giao lại. Rồi nếu như mình có quên thì mình sẽ giao lại. Còn những cái nào mình giao á thì mình có thể là mình chia sẻ với cô chú anh chị là ở trên clip nó, hoặc là có Zalo hay là Facebook hay là Weber gì đó, thì mình có thể là mình chia sẻ là cái clip đó mình đã có giao tiền rồi. Nhưng mà do một số mạnh thường quân đó cô chú anh chị, họ không có là Weber, không có Zalo, không có Facebook, cho nên là mình chia sẻ không được. Cho nên là mình phải lên trực tiếp trên clip là để là mình chia sẻ rằng là cô ấy biết hay là các anh chị mạnh thường quân biết là để xem vô cái clip đó. Thì nếu như mà cô chú anh chị nào mà muốn mà như là nói là mình phải là sao kê thì nó, thì các cô chú cứ gỡ tiền qua rồi gỡ cho người nào cứ xem những cái clip đó lại là có trong đó hết, là mình tất nhiên là mình đã sao kê ở trên clip luôn rồi đó cô chú anh chị. Sư thấy thì chú thấy này cũng có cái tâm từ lắm. Cô bác anh chị mà giúp cho sư đó thấy là nhìn và quan sát là quan hỷ. Chứ thấy không có bao giờ mà chặn đứng cái đồng tiền lương thiện nữa đâu. Chú đang làm phước mà. Thì thực ra đó là do là các cô không có xem, không có thấy. Thì cái chuyện đó bình thường thôi. Thì con sẽ là gỡ clip qua cho các cô xem nó. Nhưng mà mình không có Zalo, không có Facebook gì hết, cho nên là không có gỡ được. Thì những cái hoàn cảnh, những cái mạnh thùng quân đó thì mình sẽ trực tiếp, mình sẽ lên clip luôn nha cô chú anh chị. Như ngày hôm nay mình sẽ lên clip, mình sẽ báo là mình đã giao tiền cho các hoàn cảnh khó khăn rồi, đã giao tiền cho sư rồi đó. Thì bà con cũng biết thì cái vấn đề tiền bạc này á, thì nó cũng hơi nhạy cảm, nhưng mà hoàn toàn nha cô chú là mình sẽ giao hết, không để là một đồng nào hết. Có thể thiếu mình có thể bù thêm, chứ mình không bao giờ mà mình lấy những cái số tiền của bà con hoàn cảnh khó khăn nha. Thì cũng chẳng hạn như là cái cô Ngân, cái cô Lê Ngân này gửi cho sư thì hôm nay thì mình sẽ công bố lại luôn nha cô chú anh chị. Thì đây là cái clip là để là mình trao tiền cho sư. Đây thì mình cũng xin công bố nha. Cái này là quảng cáo luôn. Đây. Rồi là cũng có một số mà cũng
lớn không được hả? Nghiêng qua không được hả? Thầy ở trên gia, xin cảm ơn là Bích Thủy, Duy, Vivian Trần là 100 đô là 2.3 triệu, Hồng Phước là 1 triệu, Ngăn Lê là 5 triệu, cô Huỳnh Dung là Ngăn Lê đó cô, là tính tất nhiên là tên cô đó là 5 triệu. Đáng lẽ con phải đọc đó là cô Ngăn Lê ở Hawaii rồi cô mới gõ, nhưng mà do nhiều người quá đó cô chú anh chị rồi mất cái thời gian, là cho nên là con không có đọc là tên cô là cô Ngăn Lê ở Hawaii 5 triệu gửi cho sư, nhưng mà con chỉ đọc là Ngăn Lê thôi. Thì cái đó là của cô đó, cô cũng thông cảm cho con ha. Đây là 5.9 triệu, chị Dung chị mình xin công bố là sư thầy ở Vĩnh Gia, xin cảm ơn là Bích Thủy, Dư Vi, Vivian Trần là 100 đô là 2.3 triệu, Hồng Phước là 1 triệu, Ngăn Lê là 5 triệu, cô Huỳnh Dung là 5.9 triệu. Đó là cái đó là cái phần tiền của cô gửi cho sư đó nha. Là thái xin đính chính lại, thì ở đâu đó thì mình có rõ ràng hết cô chú anh chị. Thì ở trên clip mình đã có lên, thì trong cuốn sổ thì mình cũng có ghi nghe cô chú anh chị. Đây là Bích Thủy, Vivian Trần 100 đô, Hồng Phước 1 triệu, cô Ngăn Lê là người gỡ là cô Ngăn Lê ở Hawaii, nhưng mà mình không có đọc cho nên là mình chỉ đọc là cô là Ngăn Lê thôi, là Ngăn Lê thôi. Nó anh Hùng đồ có đầy đủ hết, tại vì cái số tiền này á, mình liên quan đến tiền bạc mình rất là sợ của chú anh chị. Khi mà mình đang chạy xe hay là gì mình cũng phải ngừng lại, mình ghi vô sổ trước, mỗi cái mình đều ghi hết tên của người nào. Tại vì đôi khi với những người ta chuyển tiền, người ta giao tiền đó, người ta không có biết là người nào gỡ luôn, thì mình cũng vậy, cũng không có biết người nào gỡ luôn, chỉ có tên người là gỡ là như là cô Ngăn Lê thôi, là để là Lê Ngăn hoặc là Ngăn Lê là chuyển cái số tiền bao nhiêu đó. Thì cô Ngăn Lê này là chuyển cho hai hoàn cảnh, thứ nhất là ở cô Hai Hồng là gửi cho cháu Trường Vũ là 10 triệu, gửi cho sư thầy là 5 triệu, thì mình chỉ ghi là Ngăn Lê thôi, mình cũng không có biết đó là cô là lớn tuổi, là cô ở Hawaii, nên là cũng mong cô thông cảm. Thì cái trường hợp này thì mình gặp rất là nhiều cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị gọi hỏi có giao chưa, thì có kết bạn trên Facebook thì mình gỡ nguyên cái clip qua Facebook cho cô coi, có kết bạn Zalo thì mình gỡ nguyên cái clip qua Zalo cho mấy cô mấy anh coi, rồi mình gỡ Weber thì mình gỡ nguyên cái Weber, nguyên cái clip qua Weber cho các chú các anh xem. Nó thì hoàn toàn là mình gỡ hết chứ không có cái nào mình để là hết. Đôi khi cái chữ tiếng Anh với cái tiếng Việt mình thì thái hơi lộng cộng hơi dấp, thì cũng mong bà con cô chú thông cảm nha. Thì hôm nay mình vô thăm sư, thì mình sẵn đó thì mình cũng xin là đính chính lại, thì những cái số tiền nào mà gửi cho sư thầy là mình hoàn toàn mình gửi đúng cho sư thầy hết nha cô chú anh chị. Nó thì cô chú anh chị là cứ yên tâm, không bao giờ là mắt của cô chú anh chị. Toàn chú Thái nói thì sự thật, chưa có nhận tất cả. Cũng cầu chúc cho cô bác huynh đệ được nhiều sức khỏe, kiết tường như ý, A Di Đà Phật. Thì còn một số cô chú mạnh thường quân đó, cô chú anh chị, nó là có gửi cho mình nhưng mà không có tên, mình không biết là gửi cho ai. Nó thì nếu như mà cô chú có số điện thoại của mình thì cô chú cứ điện thoại cho mình, nói là gửi đến hoàn cảnh đó, mình sẽ trực tiếp mình sẽ gửi đến trong hoàn cảnh đó. Còn nếu như mà không có ai gọi cho mình không biết luôn, thì những cái số tiền đó mình sẽ để vô mình làm cái tiền quỹ, khi mà đến cái hoàn cảnh khó khăn nào đó thì mình sẽ cho cô chú anh chị. Thì không có phải là mình đi đến đâu mình giúp mình muốn quay, nhưng mà những cái hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như vô bệnh viện đồ, thì bệnh viện đồ đâu có cho quay cô chú anh chị, hay là những người già, những bà ngoại đi bán vé số, hay là những cái trường hợp đó, bệnh bất đắc đó, cô chú anh chị, bệnh bất đắc tử đó, thì mình đi ngang mình thấy thì mình giao mình cho, chứ mình không có quay lại. Tại vì những cái hoàn cảnh đó là quay không có được. Đôi khi mình thấy họ mình thương lắm cô chú anh chị, như là mình cho họ 500, 300 họ ăn thôi, chứ cái những cái hoàn cảnh đó mình không thể kêu gọi được, là lý do là họ còn con còn cháu, còn anh còn em rất là nhiều,
cho nên là mình cho tiền họ, cũng như cho bà già đó 500, cho bà già đó 200, hay là cho những cái hoàn cảnh như họ đi bệnh viện không có tiền 1-2 triệu, thì mình những cái trường hợp đó mình không có quay lại, cho nên là mình dùng cái số tiền đó mình làm tiền quỹ để là mình cho họ, hay là những cái hoàn cảnh nào mình có quay á, thì mình thấy hoàn cảnh thôi giúp về lâu về dài, thì cho nên là mình chia sẻ đến cô chú anh chị. Đó, thì một lần nữa thì cũng xin là rất là cảm ơn các cô. Nếu như mà Thái có sơ xuất thì các cô cứ điện thì Thái sẽ bổ sung, và nếu như mà Thái đã có giao rồi thì Thái sẽ chia sẻ trên clip cho cô chú anh chị biết. Thì đó mình cũng rất là mừng, tại vì nếu như mình chia sẻ lên clip hay là các cô coi clip thì mình được một lượt view, hay là mình được một lượt chia sẻ, hay là mình được một lượt like, thì cái đó cũng là cái động lực là để Thái tiếp tục là đi giúp bà con cô bác nha cô chú anh chị. Đó, thì hôm nay thì mình vô sư thì cái những cái rút mắt của cô Ngân Lê, mà cô Ngân Lê ở ở Hawaii nghe cô chú anh chị, thì cô cũng xin cô cũng hiểu giùm nha, là Thái đã giao rồi, giao tiền cho sư hết rồi nha. À với Đạo Phật sư cũng có nhận hết với cái số tiền. Thì sư cũng đã nhận hết rồi, thì hôm nay thì Thái vô Thái giao cái số tiền của cô, của gia đình cô Quỳnh Dung, cho sư là 6 tháng. Thì hết 6 tháng này nếu như mà gia đình cô Quỳnh Dung tiếp tục hỗ trợ thì con sẽ tiếp tục đem vô con gửi cho sư tiếp nha. Thì hiện giờ thì sư cũng khỏe hơn lúc trước rồi, cũng đi tới đi lui được rồi, sư có thể là tự chủ động để mua thuốc đồ được rồi cô chú, cho nên là mình gỡ luôn cho sư để là sư có cần dùng vào việc gì thì dùng luôn. Số tiền là 6 tháng. Thì hôm nay thì Thái xin đính chính lại như vậy, thì cũng mong là bà con cô chú hiểu cho Thái ha. Thì video của Thái vô thăm sư đến đây cũng xin phép được kết thúc nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một video tiếp theo nha. Xin chào. Rồi, A Di Đà Phật.